Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn và tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở trung tâm Sài Gòn này ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Thống Nhất ngày xưa và cũng là Lê Duẩn ngày nay. Đi thẳng con đường này theo hướng này, theo hướng camera chúng ta sẽ đi về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Sở Thú Sài Gòn. Và hôm nay mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi một vòng, cùng đạp xe một vòng con đường tự do cũng như là con đường đồng khởi ngày nay, để xem những khách sạn, những building, những shop quần áo, những trung tâm thương mại ở trung tâm Sài Gòn này ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và phía bên cánh trái chúng ta đó là khu vực nhà thờ Đức Bà, hiện đang trong giai đoạn trùng tu, sửa chữa. Bạn ta thấy đường xá ở trung tâm Sài Gòn này có vẻ luồng xe chạy hơi đông ha. Và phía bên đây khu vực trường tiểu học Hòa Bình. Nơi đây là cái tự nhiên quên tên đó, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, tổng giáo phận, đúng rồi, nơi tổng giáo phận của nhà thờ Đức Bà. Và phía trước đây, lúc trước thì rất là nhiều người ngồi đây uống cà phê, rồi các bạn trẻ ngồi cà phê bệt, nhưng mà ngày nay thì hầu như là vắng lặng. Và phía bên đây là khung cảnh phía trước nhà thờ Đức Bà. Nên ta thấy bên kia đó là khu bưu điện trung tâm Sài Gòn. Và hình ảnh của nhà thờ ngày hôm nay thì mình nhìn không ra ha, tại vì đang sửa chữa nè. Phía trước vẫn còn tượng Đức Mẹ. Thì sẵn đây cũng cầu nguyện sự bình an đến muôn nơi, đến Vui Lâm TV và gia đình, đến anh chị và các bạn. Mong là anh chị và các bạn sẽ được hồng ân, nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Đó, và buổi tối thì hầu như dạo này người ta cũng đâu có gì đâu chơi, không có chỗ nào để đi chơi hết trơn á. Nên nhiều người đi chạy xe đạp. Và đây là con đường Nguyễn Du. Nguyễn Du đi ra câu lạc bộ chống đồng đó. Và những tòa nhà ngày hôm nay ở ngay đầu đường Đồng Khởi này thì chúng ta thấy rất là vắng lặng. Những hình ảnh không có du khách, không có người đi dạo, không có ai đi bộ hết trơn. Nhìn thấy như là thành phố vắng vậy đó. Mấy ngày nay thì các chốt cách ly đồ đang tăng dần, khoảng 500 điểm cách ly ở Sài Gòn. Bây giờ hơi là có liên quan chút xíu gì đó đến khu, đến người nhiễm là coi như là phong tỏa hết, để hạn chế người đi lại, hạn chế tiếp xúc, hạn chế sự lây lan. Cách ly thì buồn, nhưng mà không còn giải pháp nào khác. Hiện nay thì các khách sạn đồ cũng tê liệt, hầu như là không còn khách sạn nào hoạt động luôn á. Đây là giao lộ Gia Long, giao lộ Gia Long với lại Tự Do. Mấy trung tâm thương mại Vincom cũng đóng cửa luôn rồi. Bắc Sình cũng vậy luôn.
Ngày nay thì chỉ có những siêu thị bán đồ ăn đó, siêu thị Co-op Mart rồi đó, thì còn mở cửa thôi, chứ mấy trung tâm thương mại vui chơi giải trí thì không có còn. Không biết tình hình này đến bao giờ đây, bây giờ cũng gần cuối tháng 6 rồi. Phía đây là khu vực phía sau tòa Đủ Chánh. Và phía trước là giao lộ Lê Thánh Tôn. Mấy ngày nay thì các bãi xe hơi đều chật kín xe hết. Giờ là người ta không có nhu cầu đi lại đó, người ta không có đi lại được á. Xe đậu đổ đầy bãi. Mấy tháng trước thì khoảng 50% xe trong bãi còn đậu á. Như mấy tháng này, ở tháng này là coi như là khoảng 90% luôn. Mấy bãi gửi xe đó, ai cũng đậu xe đó thôi chứ cũng không có đi đâu hết trơn. Đó, phía trước khách sạn Continental. Đó, ai mà ngờ phía trước khách sạn 5 sao bây giờ bán bánh tráng trộn nè, cốc lắc, xoài lắc. Đó, quá trời. Rồi, những chị bán ở ngoài phố đi bộ đó, chị bán không được, chị ra đây, chị ra đây để ngồi tá túc. Ngày nay các khách sạn thì chỉ còn có bảo vệ thôi, một phần bảo vệ là làm việc xuyên suốt thôi. Chứ các bộ phận nhân viên khác thì chỉ có một vài người thôi. Phía trước chúng ta đó là những tòa nhà của những khách sạn rất là đẹp, Opera View, rồi Caravel, Sheraton, nhà hát lớn thành phố. Đó, những công trình trăm năm không à. Khách sạn Continental. Những điểm đẹp đẹp nhất gì của Sài Gòn, nhưng mà ngày nay mình thấy quá điều hiu. Đây là công trường công viên Lam Sơn. Đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, gần khách sạn Red nè. Red ngày nay cũng te tua luôn. Các bạn thân mến, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại nhiều nơi trên thế giới. Lò trong nước, lò phường vẫn đang tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục được ghi nhận trong thời gian vừa qua, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát ở trong nước vẫn rất cao nếu chúng ta không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân quận 1 cầu các cơ quan nghe cái lo phường thấy quải tới, nguy cơ bùng phát rất cao, giờ bùng phát bả luôn rồi, cao gì nữa. Rồi, những khách sạn Sheraton, hồi Sheraton không biết bao giờ mới trở lại Sheraton ở đây. Và rất nhiều khách sạn ở các khu du lịch khác nữa. Bây giờ khát khao có một chuyến đi chơi, khát khao có một địa điểm nào đó để cùng đi xả stress. Không cần cao sang, chỉ cần đảo Cao Minh thôi. Đi ra đảo để hít thở không khí trong lành. Và phía bên cánh trái chúng ta đó là đường Đông Du. Rồi, chúng ta sẽ chạy một vòng Đông Du ha, để xem các khách sạn ở khu vực trung tâm Sài Gòn này ngày hôm nay như thế nào. Đương nhiên là mình biết là đóng cửa hết rồi, nhưng mà đi để
nhớ lại những cái hình ảnh mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng đi đến đây, và ngày nay chúng ta lại có dịp nhìn lại thông qua màn ảnh nhỏ này. Đó, khách sạn Sheraton với hai tòa tháp và rất là cao, và cái sảnh ở dưới ở giữa rất là đẹp. Trong cái khung cảnh vắng lặng như tờ, kế bên Sheraton có thánh đường đạo hồi nè. Mấy anh này bán gì đây? Bán nước. Người ta bán nước. Ở phía trước mình đó là đường Hai Bà Trưng, ở khu vực nhà số 58 Hai Bà Trưng. Mình rồng vòng qua đây, khu công trường Mê Linh. Buồn ha, nhìn những hình ảnh này. Vẹo qua đây là đường Mạc Thị Bưởi cũng như là đường Nguyễn Văn Thinh. Những khách sạn ở đây cũng như vậy. Dạo này rất vắng vẻ, bảo vệ nuôi chó luôn. Đó, nuôi chó, nghe chó sủa giống như quê luôn. Đó, bên đây là ngã ba Phan Văn Đạt nè. Đó, theo những hình ảnh tư liệu ngày xưa thì ở đây có một dãy phố cũng rất là đẹp. Đó, nhưng mà ngày nay thì khác hết rồi ha. Đó, thẳng Phan Văn Đạt này mình sẽ ra công trường Mê Linh luôn đó. Ôi, nhà hàng hải sản Thái nay còn đâu, biển hiệu cũng le lối luôn, bóng đèn cũng chớp tắt luôn. Sa Tra Đồng Khởi, cửa hàng danh giá, building rất là lớn. Ngay giao lộ Nguyễn Văn Thinh với lại Tự Do. Đó, rồi chúng ta quẹo tiếp đường Tự Do đi về ha. Đây quán cà phê Catinat. Hai giờ bữa nữa ở quận 5 cũng có Catinat nữa nè. Ngay góc Trần Hưng Đạo với lại Trần Bình Trọng đó. Đó, nhưng mà mùa dịch này khai trương thì cũng mệt mỏi. Hình như là tháng này là một tháng hầu như ai cũng giảm doanh thu hết trơn nè. Từ người ở ngoài đường cho tới người ở văn phòng. Không ai mà không ảnh hưởng cả. Đó, phía sau khách sạn 6 sao, tòa nhà Tham Quê Sài Gòn. Cái bên đối diện có khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn. Khách sạn rất là đẹp, rất là lớn, rất là lâu năm. Mẹ con đạp xe đạp đi vòng vòng luôn. Do
bây giờ lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua. Ngày trước thì không có phút giây nào vắng xe luôn á. Bây giờ ngồi không, gió hiu hiu thổi, mấy chú bảo vệ cũng buồn ngủ luôn. Bên phải là khách sạn Majestic. Bây giờ khách sạn càng lớn thì càng te tua. Ở phía bên kia là bến Bạch Đằng, bến đò Thủ Thiêm ngày xưa. Đi qua bến Thủ Thiêm và ngày nay là quận 2 đó, thành phố Thủ Đức ngày nay. Bên kia sông là thành phố khác rồi, bên đây là thành phố khác. Và chắc video ngày hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Bây giờ mình chạy về nhà thôi, đạp nãy giờ cũng không đủ à. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở lòng vòng các khách sạn, lòng vòng những cái con đường xưa ở trung tâm Sài Gòn này, gửi đến anh chị và các bạn. Không biết giờ này chị và các bạn có khỏe không, có hay đi đâu đó không? Giờ ở Sài Gòn này quải quá, nhưng mà mình phải thích nghi thôi. Từ từ khoảng 1-2 tuần nữa thì tình hình ổn ổn lại thì sẽ đi nhiều nơi hơn để quay chia sẻ cùng bà con các bác chứ. Trong vòng đây những mấy cảnh này hoài cũng chán quá, tại không có chỗ nào đi hết trơn. Trưa rảnh rảnh thì trở lại mưa nữa, thôi mưa buồn rồi. Thôi chắc hẹn anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhân đây muốn xin kính chúc toàn thể của chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.